Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Hoàng Vâu đã quay trở lại rồi đây. Như em đã biết thì hiện tại laptop gaming trên thị trường hiện nay đều sử dụng CPU của Intel hay là AMD. Và với sự quay trở lại mạnh mẽ của AMD vào đầu năm nay thì đã làm cho đội xanh của chúng ta phải thực sự dè chừng. Và ở với cùng một phân khúc thì AMD đang cho chúng ta một cái mức giá rẻ hơn. Chúng ta có thể tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu hay thậm chí là 5 đến 6 triệu cơ. Và với số tiền đó chúng ta có thể tự tin hoàn toàn có thể dành ra để nâng cấp RAM hay SSD hay HDD. Và với một cái giá thành rẻ như vậy thì AMD thật sự đang chiếm ưu thế trước nhà Intel và cho chúng ta rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng tuy nhiên thì hiện tại chip Ryzen đang chỉ mới thực sự bắt đầu phổ biến thôi và anh em hiện tại đang rất là phân vân và chúng ta đang chưa biết là lựa chọn sao cho hợp lý với túi tiền cũng như là phù hợp với công việc của chúng ta. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em 4 chiếc laptop theo mình là đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại sử dụng CPU của Ryzen trong tầm giá khoảng 20 triệu. Và 4 chiếc máy này đến từ 4 thế hệ khác nhau. Mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là chiếc HP Pavilion 15 Gaming, Lenovo IdeaPad Gaming 3, TOS A15 và Dell Galaxy S. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chiếc máy đầu tiên. Và chiếc máy mình muốn giới thiệu cho anh em đầu tiên đó là chiếc HP Pavilion 15 Gaming. Và chiếc máy này có cấu hình Ryzen 5 4600H, card GTX 1650, RAM 8GB và SSD 256. Và chiếc máy này đang dao động vào khoảng 18 triệu đồng thôi. Và với cấu hình này, anh em có thể hoàn toàn tự tin chơi mọi tựa game eSports hiện nay hay những game 3A ở thiết lập cơ bản hợp lý. Và với cân nặng khoảng 2,2kg thì đây là một chiếc máy có tổng thể hài hòa giữa tính văn phòng và tính gaming. Và lấy màu xanh chủ đạo trên nền đen để cho chúng ta một cảm giác nó vừa thanh lịch lại vừa gaming nữa. Và nếu như anh em yêu hòa bình ghét sự giả dối thì nhà sản xuất cũng cung cấp cho chúng ta một mẫu màu tím để cho anh em có thể phù hợp với phong thủy hay với sở thích màu sắc màu tím của anh em. Bên cạnh đó thì bàn phím cũng cho chúng ta một cái độ phản hồi và độ nảy cũng rất là tốt, touchpad mịn, lướt đa điểm mượt mà. Và ngoài ra thì về màn hình cũng rất là mỏng. Màn hình trang bị cho chúng ta là màn hình IPS Full HD 60Hz, cùng với đó là độ phổ màu ở mức trung bình, 89% sRGB, 58% Adobe RGB và độ sáng lên đến 270 nit. Đây là một độ phổ màu cũng chưa quá cao nên nếu như anh em quá khắt khe về mặt hình ảnh thì có lẽ sẽ không phù hợp, nhưng về trải nghiệm chơi game hay là xem phim thì là hoàn toàn rất là tốt, rất là thoải mái, rất là đã. Và điểm mình rất thích ở chiếc máy này và cũng là điểm khá là ăn tiền với một mức giá khoảng 18 triệu, rất là rẻ đúng không? Là chúng ta có một hệ thống tản nhiệt rất là tốt, quạt tản nhiệt rất là êm và có một hệ thống tản nhiệt cũng cực kỳ mát mẻ khi chúng ta chơi game. Và bên cạnh đó nữa là giải loa B&O đặc trưng của chiếc máy này được trải dài trên khung bàn phím với họa tiết hexagon cực kỳ là bắt mắt. Thì với giải loa B&O này chúng ta hoàn toàn có thể nghe nhạc có lời, nghe nhạc vàng hay là khi chơi game chúng ta nghe tiếng súng hay tiếng bước chân cũng rất là rõ ràng nữa. Về mặt nâng cấp, chúng ta có hai khe RAM, một khe HDD 2.5 và một khe M.2 NVMe. Tuy nhiên, có một vài điểm mình không thích trên chiếc máy này đó là về bản lề. Bản lề của chiếc máy thì khá là yếu. Khi mình hơi rung bàn hay là rung chân hay là bê chiếc máy này lên thì bản lề cho một cảm giác nó hơi yếu một chút. Về chất liệu composite chống chảy, chống bám vân thì đó là những gì nhà sản xuất công bố. Tuy nhiên trong thời gian mình sử dụng thì vẫn để lại dấu vân tay và mình vẫn phải vệ sinh rất là thường xuyên. Cùng với đó là phím điều hướng trên bàn phím cũng rất là nhỏ nên khi chúng ta sử dụng thì chúng ta bắt buộc sẽ phải làm quen. Tuy nhiên, đây là một chiếc máy hoàn toàn tốt trong tầm giá, cân bằng giữa trải nghiệm, giá thành và tính linh hoạt nên đây hoàn toàn là một lựa chọn đáng để cho anh em tham khảo. Và chúng ta hãy cùng sang chiếc máy thứ hai. Chiếc máy tiếp theo mình muốn giới thiệu cho anh em là một chiếc máy đến từ thương hiệu Lenovo, đó chính là chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3. Đây là một phiên bản nâng cấp so với người đàn anh tiền nhiệm của nó là Lenovo L340. Và với chiếc máy này trang bị cấu hình Ryzen 5 4600H, card GTX 1650 và RAM 8GB, y hệt như chiếc HP Pavilion 15 Gaming ở trên. Và chiếc máy này hiện đang có giá khoảng 19 triệu đồng thôi. Cùng với cân nặng 2,2kg, đây là một chiếc máy có một thiết kế cực kỳ tối giản, góc cạnh hơn đàn anh của nó là L340. Tuy rằng làm bằng chất liệu nhựa nhưng cho chúng ta một cái cảm giác rất là cao cấp. Chúng ta có một bàn phím hành trình sâu, độ nảy tốt. Và đặc biệt là bàn phím này được bê nguyên từ chiếc Legend 5 cho chúng ta một cảm giác ôm trọn ngón tay, độ nảy tốt và đèn LED cũng rất là sáng. Cùng với đó, bàn lề cũng rất là chắc chắn cho cảm giác nâng đỡ màn hình rất là tốt. Chúng ta có một màn hình Full HD IPS lên đến tần số quét 120Hz cùng với độ phổ màu 66% sRGB, 49% Adobe RGB và độ sáng 230 nit. Với màn hình này thì cho chúng ta trải nghiệm game hay là xem phim cảm giác rất là đã, rất là sướng. Tuy rằng đây có thể không phải là một màn hình dành cho anh em là hình ảnh, tuy nhiên thì về vấn đề chơi game hay là về xem phim thì cũng rất là đã rồi. Và về mặt nâng cấp
thì chúng ta có một sự nâng cấp cũng khá là đa dạng. Chúng ta có hai khe RAM, một khe M2 NVMe full size, và nhà sản xuất còn hỗ trợ cho chúng ta thêm một khe SSD 2230 hoặc là 2240 nữa, và tiếp theo đó nữa là một khe HDD 2.5. Tuy rằng có rất là nhiều ưu điểm, nhưng mà có hai nhược điểm mình không thích nữa ở chiếc máy này, đó chính là chiếc máy vẫn dễ để lại mồ hôi vân tay mặc dù đây là một chất liệu nhựa rất là cao cấp. Và tiếp theo đó là chiếc touchpad cho mình cảm giác trượt nó khá là dít, tracking cảm giác có một sự delay khá là nhẹ. Nhưng tuy nhiên, nếu như bạn là người yêu thích sự tối giản và có một cấu hình mạnh thì đây là một chiếc máy thực sự cực kỳ đáng mua trong tầm giá. Và chúng ta cùng chuyển sang chiếc máy thứ ba. Chiếc máy thứ ba mình muốn giới thiệu cho anh em là một chiếc máy đến từ thương hiệu Asus, đó chính là chiếc TOF A15. Đây thật sự là một chiếc máy mình rất là thích khi có cấu hình tương tự như hai chiếc máy trên và giá thành rơi vào khoảng đâu đó khoảng 19 triệu đồng thôi. Và cùng với cân nặng 2.3kg, chiếc máy này là một thiết kế phong cách quân sự hiện đại và cực kỳ bền bỉ, cùng với chất liệu được đạt tiêu chuẩn quân đội 810H. Với cái tiêu chuẩn này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chiếc máy này chúng ta hoạt động cực kỳ bền bỉ và rất là lâu xuống cấp. Mặt lưng của chiếc máy này được hoàn thiện bằng chất liệu nhôm magie và đi kèm đó là 4 đinh tán ở 4 góc mang tính trang trí và nhận diện thương hiệu, cùng với logo TOF được đặt ở giữa, cho chúng ta một cái nhìn rất là hầm hố về chiếc máy này. Nó giống như là một chiếc thiết bị quân sự vậy. Về màn hình, chúng ta có một màn hình có tần số quét lên đến 144Hz anh em ạ. 144Hz và với chỉ mức giá khoảng 19 triệu đồng thôi. Chúng ta có một độ phổ màu ở mức trung bình, 63% sRGB, 47% Adobe RGB và độ sáng 270 nit. Đây là một màn hình thực sự là chơi game rất là sướng anh em ạ. Cực kỳ sướng, kể cả xem phim hay là chúng ta làm đồ họa nhẹ hay là làm hình ảnh, làm video thì cũng rất là đã. Về bàn phím thì chúng ta có một bàn phím trang bị đèn LED RGB với một hành trình rất sâu, khi anh em chơi game hay là anh em sử dụng làm văn phòng thì cũng rất là thoải mái. Cùng với đó, chúng ta có một chiếc touchpad được phủ nhựa mịn, tracking đa điểm mượt mà. Ngoài ra thì khả năng nâng cấp của chiếc máy này cũng ở mức tiêu chuẩn. Chúng ta có hai khe RAM, một khe NVMe và một khe HDD 2.5. Và điểm đặc biệt mà mình thích ở chiếc máy này đó là chiếc máy được trang bị loa có công nghệ DTS:X giống như chiếc Nitro 5, tối ưu cho chơi game FPS hay là game MOBA. Ngoài ra thì có một số nhược điểm mà mình không thích ở chiếc máy này đó là tiếng quạt tản nhiệt sẽ hơi ồn một tí. Và tản nhiệt thì cũng thực sự là chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, đây là một chiếc máy có cấu hình tốt trên tầm giá, nên nếu như bạn là người thích phong cách quân sự và thích sự bền bỉ của chiếc máy này thì đây cũng là một chiếc máy hoàn toàn xứng đáng để cho anh em lựa chọn. Và chúng ta cùng đến với chiếc máy cuối cùng, đó là chiếc máy đến từ ông lớn, đó là chiếc Dell G5SE. Đây là một chiếc máy nó sẽ hơi khác với những mẫu máy trên một chút, vì đây là một chiếc máy sử dụng full đồ của đội đỏ, đó sử dụng full đồ của AMD. Và với cấu hình Ryzen 5 4600H và card RX 5600M, RAM 8GB và SSD 256. Và chiếc máy này hiện đang có giá khoảng 20 triệu đồng. Và với card RX 5600M đang cạnh tranh trực tiếp với cả 1660Ti thì đây thực sự là một chiếc máy đáng đồng tiền với một trang bị như vậy. Và bên cạnh đó thì chiếc máy này đã được trang bị công nghệ AMD Smart Shift cho chúng ta tăng 10% hiệu năng chơi game cũng như là 12% hiệu năng của đồ họa nữa. Nên đây thực sự là một chiếc máy cho mình cảm giác làm đồ họa hay là chơi game cũng rất là đã. Chiếc máy này có thiết kế không khác nhiều so với bản G5 bình thường, vẫn là chất liệu nhựa bóng sơn bạc Supernova cùng cân nặng khoảng 2.4kg, thì đây là một cân nặng có lẽ là sẽ hơi nặng hơn so với chiếc máy trên một chút. Tuy nhiên thì chúng ta có một màn hình Full HD IPS 60Hz và có một bộ độ phổ màu cao trên trung bình, 99% sRGB, 58% Adobe RGB, độ sáng 240 nit. Cùng với đó là chúng ta có một chiếc touchpad mịn và tracking mượt mà. Khả năng nâng cấp cũng ở mức tiêu chuẩn, hai khe RAM, hai khe SSD, một khe 2.5. Về nhược điểm thì có hai điểm mình không thích ở chiếc máy này, đó là bàn phím rất là nông, cảm giác hành trình phím nó rất là nông cho chúng ta cảm giác chơi game hay là làm văn bản, nó cảm giác không thoải mái một chút nào. Bên cạnh đó thì nhiệt độ của CPU trên chiếc máy này cũng khá là cao, nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 90 độ. Cả màn hình cũng vậy. Khi mà chơi game ấy, chúng ta đặt ngón tay vào trên bàn phím thì cảm giác sẽ hơi ấm một chút. Về việc tối ưu hiệu năng cho chiếc Ryzen thì trước đó review đã có làm một video rồi, các bạn có thể tham khảo ở link phía bên dưới nhé. Và tuy có một vài điểm chưa tốt trên chiếc máy này, nhưng đây thực sự là một chiếc máy có cấu hình rất là mạnh và chúng ta chỉ phải trả một cái giá nó cũng khá là rẻ thôi, vào khoảng 20 triệu. Thì đây thực sự là một chiếc máy cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game vượt trội trên tầm tiền, và theo mình nó cũng rất là xứng đáng để cho chúng ta sở hữu nó. Và tổng kết lại, chúng ta có 4 chiếc máy sử dụng chip Ryzen thực sự là đáng mua trong tầm tiền. Chúng ta có HP Pavilion 15 Gaming trung tính,
có IdeaPad Gaming 3 tối giản, Dell G5 SE cấu hình mạnh mẽ và TWS 15 với độ bền chống quân đội. Thì đây thực sự là bốn chiếc máy theo mình là đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Còn anh em nghĩ sao? Hãy cho chúng mình biết ở phía dưới comment và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt anh em trong những video sau.